Bão số 3 đi qua để lại nhiều đau thương mất mát với bà con các tỉnh phía Bắc. Khi xem những hình ảnh clip về mưa lũ ở các tỉnh miền Bắc, không chỉ người lớn mà đến các em nhỏ cũng thấy thương những người đang khổ sở đau thương vì bão lũ sạt lở. Với cô bé Lê Ngô Thiên Ân, học sinh lớp 1B, trường tiểu học Phú Thuận A1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cũng thế. Từ những hình ảnh được xem, những câu chuyện được người thân kể, nên khi trường phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau bão lũ, Thiên Ân đã đập heo đất, gom hết số tiền mà em đã dành dụm trong 2 năm để ủng hộ các bạn thiếu nhi miền Bắc. Hơn 200.000 đồng là tấm lòng sẻ chia của cô bé vùng biên chỉ mới 6 tuổi. Ở đây thì mấy bạn ở miền Bắc không có tiền, bị sập nhà, lũ cuốn trôi, nên con ủng hộ. Mà cũng mấy anh chị, mấy cô bác không có tiền để ăn nhịn đó mấy ngày, phải nhờ đến hỗ trợ đồ ăn. Không, con muốn cho bạn có đồ ăn, có nhà ở, có đồ bạc. Con muốn mấy bạn được học như con. Thư kêu gọi của tỉnh đoàn Đồng Tháp thì tôi có quyên góp trực tiếp ở lớp và ở sân cờ. Thì trong cái buổi quyên góp thì đã nhận rất là xúc động khi nhận được cái số tiền lên đến hơn 4 triệu đồng trên buổi sinh hoạt chào cờ. Thì trong đó có một trường hợp rất là đặc biệt là bé Thiên Ân. Thì vào buổi sáng bé đã quyên góp được cùng với các bạn, nhưng chiều đó thì bé về xin ba mẹ mình để đập ống heo để ủng hộ hết số tiền mà mình tiết kiệm được để cho ủng hộ đến những bạn ở miền Bắc gặp khó khăn. Thì tôi nghĩ đây là một cái tấm gương để cho các bạn cũng như là các học sinh ở trong lớp để noi theo về cái tinh thần của bé. Được biết, thông qua hình thức đăng ký ủng hộ trực tiếp và chuyển khoản đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tỉnh Đồng Tháp đã ủng hộ hơn 17,7 tỷ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3.